YouTube mới update một tính năng đó các bạn ơi. Đó là nếu như bạn like video này thì các bạn có thể tham gia vào chính video của mình luôn. Nếu như các bạn chưa ấn like thì mình cho các bạn 3 giây ha. 3, 2, 1. Ok, bạn nào ấn rồi thì các bạn có thể tham gia. Đây, các bạn có thể thấy được cái phần này nè. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vô cái chỗ này. Ok, các bạn cứ đặt đi. Như các bạn thấy thì đây là những bức tranh của những người tâm thần vẽ ra. Và hôm nay mình sẽ vẽ lại 10 bức tranh tương tự như thế. Nhưng mà tất nhiên là mình là một người bình thường, và nó rất là bất công so với khi mình vẽ lại cái bức tranh của những người này. Thế nên là mình sẽ chỉ thử thách mình vẽ những bức tranh tương tự như thế trong 1 phút. Và cũng như hôm nay trời khá là lạnh nên là mình cũng gọi là sổ mũi một tí. Thì chắc là vừa dậy sớm mà cộng với lại việc vừa sổ mũi thì nó cũng sẽ ngăn chặn việc mình vẽ đẹp ha. Sau đó thì mình sẽ có một cái chỗ để mình có thể chấm điểm những bức tranh mình vẽ. Thì nếu đó là gì các bạn hãy xem đến cuối của từng bức tranh mình vẽ. Ok, bức tranh đầu tiên đó sẽ là bức tranh này nha các bạn. Mình sẽ vẽ nó trong 1 phút. Ok, chúng ta cùng let's go. Đồng hồ bấm thời gian thôi các bạn ơi, mình sẽ cố vẽ nhanh nhất. Trời ơi, thật sự là sau khi nhìn bức tranh, những bức tranh này á các bạn, nếu như bạn xem đến cuối thì thật sự rất là đau đớn cho cái những bức tranh như vậy luôn ha. Ok, trời ơi, mới đây 16 giây rồi. Mình sẽ cố mà vẽ các bạn, chứ thực ra là mấy cái này nó rất là theo kiểu là rất là khó để vẽ luôn các bạn. Trời ơi, cái này con cá Bihara hả các bạn? Oh no, cực kỳ khó vẽ luôn ấy. Trời ơi, sắp hết giờ rồi. No. Ok, cũng gọi là ổn đấy các bạn. Mình sẽ cố ngoằn nhất có thể nha. Ok, cố lên tôi ơi. Oh, còn 10 giây cuối. No. Sắp xong rồi. Rồi đến. Ok các bạn, trong 1 phút mình vẽ được cái này. Nhìn nó không giống cái hình lắm các bạn ơi. Đáng ra cái miệng mình phải vẽ qua đây xíu ha. Ok, nói chung là đây, một bức tranh đầu tiên của một người tâm thần và mình đã co-op lại. Nhìn nó cũng rất là khác so với cái ảnh các bạn ơi, tại vì mình chỉ có 1 phút thôi à. Bây giờ mình sẽ thử chấm điểm này. Ok các bạn, mình sẽ vào cái chỗ này để mình chấm điểm à. Cái này thì tất nhiên nó là cái chỗ chấm điểm mặt của các bạn, tức là các bạn chụp lên các bạn nhờ nó chấm điểm cái khuôn mặt của các bạn đẹp hay không ấy. Nhưng mà mình sẽ thử với cái tranh của mình đó các bạn, tại vì các bạn biết là cái này dù các bạn có gửi ảnh hay các bạn gửi cái móng tay của các bạn đi nữa thì nó vẫn chấm như bình thường, thì những bức tranh của mình thì nó vẫn chấm thôi các bạn. Ok, mình đã gửi vào đây rồi nha. Các bạn phải phóng mặt của các bạn vô đây nè, nhưng thôi mình thì mình sẽ skip hết cho nó kiểu công bằng hết luôn nha các bạn, khỏi chỉnh làm chi. Ok, bây giờ cho nó chấm điểm thôi các bạn. Oh, 52%, có nghĩa là 52 điểm đấy các bạn. Bạn cũng không tệ. Ok, bức tranh đầu tiên của mình có 52 điểm rồi các bạn ơi. Ok các bạn, đây chính là bức tranh thứ hai của chúng ta hả. Một bức tranh có thể nói là nó rất là kỳ dị luôn, và nó cũng có thể miêu tả cái tâm trạng của người bệnh lúc bấy giờ ha. Bây giờ thì mình sẽ vẽ cái này trong 1 phút. 1 phút, bắt đầu. Ok, vẽ cái này nó sẽ rất là khó luôn các bạn, chưa gì mình đã có 1 phút thôi. Ok, ôi cái này nhìn giống cái mặt người vết các bạn ơi, nhưng mà nó cũng giống như một cái khu hỗ trợ nhau giống như dành cho người bệnh đấy các bạn. Wow, nghe nói là những người bệnh này người ta sẽ nhìn thấy được những thứ rất là gọi là kỳ bí luôn các bạn, và cũng không giải thích được đó là từ đâu ra, có thể do là ảo giác cũng nên các bạn. Wow, có một cái con trùng trắng gì ở đây nè các bạn. Oh no. Wow, wow, chưa gì mà sắp hết giờ rồi các bạn. Dừng lại đi, chậm một chút thôi cũng được. No. Người á, người thì cứ vẽ bừa trong đây đấy các bạn. Không, cái này động vật chứ người gì các bạn. Hoặc cái gì đó. Oh no. Oh no. Rồi, chết rồi, không kịp thời gian tô màu các bạn ơi. Rồi ok. Ok, trời ơi, khó cực luôn các bạn ơi. Nhưng mà cơ bản là mình đã phát thảo được rồi nha. Cái này thì theo mình nhận xét thì cái nguyên cái phần này nó là mặt người nè các bạn. Phần này hình như nó là cái lỗ tai, nhưng mà nó có một cái chỗ đi ra của con gì nè. Còn bên trong mắt thì nó giống như một cái khu tập thể nào đấy đấy các bạn. Nhìn rất là kỳ dị luôn ha. Bây giờ chúng ta lại lưu lại và chấm điểm ha. Ok các bạn, kéo nó lên chỗ này nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử chấm nha. Hồi nãy mình là 52 đúng không? Bây giờ có cao điểm không các bạn? Ồ, 54, hơn 2%, mình toàn tầm điểm trung bình thôi à các bạn, còn không được khé nữa. Ok các bạn, tiếp theo là một cái tấm hình mà nó cũng giống như là bước đầu, tuy nhiên thì nó sẽ nhiều nét hơn và cũng như đậm hơn,
và cũng không tí phần hiểu được tâm trạng của người vẽ bức tranh này. Bây giờ chúng ta sẽ let's go luôn nha. Bây giờ mình rút kinh nghiệm là mình sẽ phác thảo cái khuôn mặt ra trước, sau đó thì mình mới đồ vô. Như vậy thì nó sẽ ok hơn đối với mình này. Ok, mắt thì hốc mắt ở đây. Mũi nữa. Đây, mũi. Nhìn nó rất là đen luôn, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì cũng có thể thấy được những thứ cần vẽ. Wow, thực sự là đây có răng nữa này các bạn. Ok, cũng gần giống các bạn ơi. Đây để mình lấy cái này lại cho nó nhỏ lại. Wow, vẽ nhanh. Ôi, nó còn bị lỗi cái khung ra màu trắng nữa này các bạn. No. Trời ơi. Oh. No. Dừng lại. Mình đứng nhầm rồi. Cái speed. Nhanh lên, nhanh lên. Oh. Rồi. Mình phát họa rất là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà mình cắt lộn thành ra nó mất luôn cái background luôn các bạn. Và sau đó là trong thời gian mình sửa thì mình còn thêm cái màu đỏ này nữa chứ. Các bạn thấy không, lúc đầu mình nói với các bạn là buổi sáng làm video này khoảng mấy giờ ấy các bạn, thì nó rất là dễ lú luôn. Ok, mình sẽ kéo nó vô cái chỗ hai mắt này để nó làm tâm điểm hơn các bạn. Mình chúng ta sẽ skip hết này. Rồi, bao nhiêu? 49. Nó đúng rồi các bạn, nó chấm 49 cũng đúng. Tại vì cái này là cái bức mình vẽ nó còn tệ hơn cả bức trước nữa. Nhưng mà lúc mà mình lưu thì nó sẽ đè lại cái mặt trắng lại cho mình nha các bạn. Tức là nó sẽ lắp lại khoảng trống cho mình đi. Nhưng mà vẫn 49. Ok, các bạn bức tranh tiếp theo nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vẽ luôn. Vừa vẽ mình nhận xét thì nó sẽ đỡ tốn thời gian của các bạn hơn. Cái này mình không biết là cái gì luôn các bạn ơi. Đây là một trong những cái mình thấy kỳ dị nhất nãy giờ luôn đấy các bạn. Không biết là họ nhìn thấy những gì mà có thể vẽ ra được những thứ này các bạn, rất là ghê luôn nha. Không biết là mình vẽ kịp trong một phút không nữa. Thôi, mình nghĩ là mình sẽ nhanh luôn chứ không cần phải nét các kiểu đâu các bạn ơi. Oh no, mới đây 10 giây chưa. No, mình còn nói nhầm nữa. Rồi, lông mi vô. Mí mắt. Rồi xong các bạn ơi. Vậy mí mắt xong là hết giờ luôn rồi, còn gì nữa. Ok, có mấy cái cục màu đỏ này các bạn, cứ vẽ vô đây đi. Còn chưa kịp tô màu nữa các bạn ơi. Thôi thì mình sẽ tô màu trắng đen cho nó nổi nổi xíu thôi các bạn. Ok, mí mắt. Trong mắt. Rồi. Oh my god. Phá hoại được rồi các bạn ơi. Nhưng mà nhìn nó cũng kỳ dị không kém luôn. Rồi, cái này mình sẽ để vô đây. Mình cũng không biết là nó lấy cái khúc nào trong đây nữa các bạn. Nhưng mà skip hả? Cái này thì mình thấy mình phá hoại không khá đẹp ấy. Trừ là không có tô màu thôi. Không biết nó bao nhiêu điểm nữa. Oh, 59. Wow, cao nhất từ nãy tới giờ luôn các bạn. Được ấy. Đẹp các bạn. Tính ra nãy giờ mình chú ý là những người tâm thần ở đây người ta vẽ toàn là những mặt người thôi đúng không các bạn? Hay là những bộ phận trên cơ thể con người ấy. Ở đây là mắt này, còn ở kia là khuôn mặt ha. Wow, not bad. 59 điểm. Ok các bạn ơi, đến một bức tranh mình phải nói là siêu khó, cũng như là khó nhất từ nãy đến giờ, nhưng mà nó lại để ở phần bức tranh thứ 5 trong video này. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn ha. Đây hình như là một khuôn mặt người, tuy nhiên thì nó nằm trong một cái thân của con nhện nữa các bạn. Wow, thực sự là rất là tò mò luôn các bạn ơi. Kiểu những bức tranh này nó rất là lạ đấy các bạn. Thực sự là không ai muốn bị vậy cả, nhưng mà wow, mình không biết nói gì luôn các bạn. Rất là khó để tưởng tượng những người như vậy người ta đã trải qua những gì khi mà chúng ta nhìn thấy bức tranh của họ thôi các bạn. Wow, chưa gì mà sắp hết rồi các bạn ơi. Hết giờ rồi. No, mí mắt. Rồi, cái này giống cái răng quá vậy các bạn. Hai cái dấu chấm này nè. Ok, vẽ thêm cho nó có góc cạnh các bạn. Oh no. Thực sự là vẽ rất rất khó. Ôi, hết giờ rồi. Oh, nói chung cũng đẹp các bạn. Nhìn rất là giống bản gốc luôn này. Wow, chỉ là khác là mình không có tô màu. Màu giấy dơ và mấy cái chấm màu đỏ này là gì không biết được. Wow. Ok. Chấm điểm này. Mình thấy đây là một trong những bức tranh đẹp nhất từ nãy đến giờ luôn đó các bạn. Mong là sẽ chấm điểm cao ha. Wow. Ủa, có 48 thôi hả? Nãy giờ chưa có cái nào trên 80 luôn các bạn. Toàn là dưới tầm cỡ 45 trở lên không mà. Bức tranh thứ 6 chúng ta cũng sẽ là một bức tranh tương tự như vậy. Thế nhưng mà nó sẽ có những bút chì màu đỏ và màu xanh dương ha. Mình không biết là mình có thể đến được cái bước vô
gọi là bút chì xanh không các bạn, chứ thật ra là mình thấy là mình phát thảo thôi là mình thấy đã không kịp rồi. Ok vậy thôi mình sẽ cố nha các bạn, mình sẽ cố vẽ nhanh nhất có thể này. Bây giờ mình thử im lặng để mình vẽ coi các bạn, có khi là do mình bình luận nên nó vẽ xấu xíu. Mấy video này chỉ là giải trí thôi nha các bạn ơi, chứ mình cũng không có cố tình làm cái việc gì trái đến việc đó đâu. Ôi, xong. Nãy giờ mình im lặng thì ok. Có vẻ nó còn thấy còn còn ghê hơn cả cái bức tranh gốc nữa các bạn. Nhưng mà được cái là nó không rõ thôi. Ok, những cái này mình gần như mình vẽ hai tấm thì vẽ lại mình cũng có cảm giác khá quen rồi. Ok, cái này thì mình thấy nó giống như phần người hơn nè các bạn. Xếp vô hai vị trí mắt với miệng này. Ok, rồi, nhanh đi. Ồ, nó cũng mất trung bình nè các bạn. Tại vì nó không nhận diện được mặt đấy các bạn. 54% cũng ổn. Ok các bạn, lần này sẽ là một cái bức tranh nó có vẻ là khó hơn ha. Đây chính là một người đang ngồi đang suy tư ha. Thì cái này vừa rất là khó luôn các bạn. Vừa phát thảo tay người mà còn vừa phát thảo lại cái tướng ngồi của người ta các bạn. Rất là khó luôn. Mà còn có một phút nữa thì thôi rồi các bạn ơi. Quá khó đối với mình. Nhưng thôi mình cũng sẽ cố mà vẽ rồi. Wow. Nhanh thiệt chứ, chưa gì mà sắp hết giờ rồi. Mấy cái phần nào bị bóng che thì chúng ta sẽ đồ đậm hơn thôi các bạn. Những phần nào không có bóng che thì thôi, ta không cần đồ đậm lắm đâu các bạn. Mà giờ còn đồ đậm gì nữa, sắp hết giờ rồi. Rồi hết giờ. À. No. Nó cũng tương đối thôi các bạn ơi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây ha. Ta sẽ chấm điểm này. Bức tranh này mình thấy cái nhỏ nhất trong những bức tranh kia mình vẽ luôn ấy. Cái này nó chấm chuẩn quá vậy các bạn. Thì lúc kia mình có thử những bức tranh kiểu đẹp hơn ấy các bạn. Tại vì mình cũng phải test cái trang này chứ. Thì nó chấm nó mình rất là cao luôn. Còn mấy cái bức tranh mình vẽ tầm trung như vậy thì nó chấm khoảng tầm trung, từ trung đến thấp luôn chứ chấm chuẩn hết các bạn. Bức tranh tiếp theo thì nó có ra dáng người hơn nhưng mà nó cũng khá là suy hơn ha. Ta let's go nè. Bây giờ thì mình sẽ vẽ thử full một nét luôn coi các bạn. Là mình sẽ không thả cái tay ra của mình ra một miếng nào luôn, để coi như nào ha. Thực sự là ui khó quá. Ok không sao các bạn, biết đâu những người họa sĩ trong đây người ta cũng vẽ vậy thì sao. Wow, thực sự mình đã sai lầm rồi, rất là khó luôn. Mà cũng ra đấy, cũng ra dáng đấy chứ. Ok. Yeah. Ok các bạn, mình rất là hài lòng luôn. Nó kiểu như là mình vẽ một nét và nó cái này là có thể nó một trong những bức mình vẽ đẹp và giống nhất nha. Ok, kéo lên. Và chúng ta cũng sẽ bắt đầu thôi. Vô. À, năm 2 hả? Năm 2 hoài vậy. Sao mà nó tầm trung bình đấy các bạn, thì đúng thiệt là vậy mà. Ngay cả cái bản thân của bức tranh này nó cũng đã không phải là một thứ gì bình thường rồi. Thì nó chấm như vậy theo cái trường phái để chấm điểm theo những thứ bình thường thì đúng thiệt là nó sẽ sai. Ok, có vẻ 80 điểm nó sẽ khá là sai đối với mình đấy. Ok các bạn, đây là một trong những bức tranh mình thấy bình thường nhất so với những bức tranh mà mình kia ha. Nếu như bạn nào để ý thì những bức tranh đấy thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái chữ ký của một ai đó. Thì những bức tranh này mình cũng tìm từ nhiều nguồn nhưng mà đa số là nguồn đấy là từ một người có tên là, thôi mình cũng không muốn nói nữa các bạn, nói chung là của một cô gái ha. Thì cô gái này cũng đã bị bệnh tương tự như vậy và gần như là đa số bức tranh mình tìm thì đó là bức tranh của những cô gái, của một cô gái ha các bạn, không phải của những đấy giống vậy. Thì nếu như các bạn thấy thì đó là một phát dành cho các bạn, chỉ là một người vẽ thôi các bạn, mà họ có thể vẽ rất là nhiều và vẽ những phong thái cực kỳ khác nhau luôn. Oh no, mình nghĩ là mình cần nhanh lên. Sao mình vẽ có cái thân vậy? Oh no, xong rồi các bạn. Mình thấy nó khá giống zombie thôi các bạn. Có khi cô gái này đã nhìn thấy zombie thì sao trong trí tưởng tượng của họ. Rồi, để vô đây. Ta skip hết qua. Ok. Wow, 69 luôn. Oh, đúng thiệt là các bạn. Cái này là một trong những bức tranh mình vẽ nhận diện rõ nhất về khuôn mặt của một ai đó ha. Và nó chấm 69 điểm. Ok, cũng khá là ổn đấy. Gần đạt chỉ số nhưng mà 69 điểm đây là cao nhất của mình rồi. Một bức tranh tiếp theo cũng như là bức tranh cuối cùng rồi các bạn.
cái này nhìn nó khá giống wow, nhìn nó giống như là một cái cuốn nhật ký đấy các bạn, và nó có những cái bức nó khá là nhỏ gòi gợp lại, nhìn nó khá là ghê luôn. Mình nghĩ là mình sẽ vẽ nhiều nhất có thể thôi, chứ ở đây nó có khá là nhiều bức ấy. Ok, xong một bức này. Wow, cái này bức tiếp theo nhìn nó khá giống người ngoài hành tinh các bạn. Wow, người hành tinh mọc từ dưới nước lên. Ok, còn một con nữa. Ok, xong ba bức mình cố tình vẽ sát nhau để tí nữa dò điểm thì nó cũng dò chung cho mình ha. Thì đây là bức tranh cuối cùng rồi, và nó cũng không kém phần gọi là rất là thấy được tâm lý của họ ha. Ok, mình sẽ để cả ba bức tranh vô cùng một chỗ này. Rồi, bức tranh cuối cùng bao nhiêu điểm các bạn? Ồ, 52%. Ok, cái này chấm điểm chuẩn với các bạn. Kiểu nó không ra người thì nó chấm rất là xấu luôn, hoặc là chấm rất là tệ luôn ha. Ok, và trên đó là mình đã vẽ 10 bức tranh những họa sĩ. Tuy nhiên thì họ hơi khác bình thường một xíu, nhưng mà video này chỉ là giải trí thôi, và mình cũng không cố tình trêu chọc gì cả. Nói chung là các bạn có thể thấy là qua những bức tranh này, các bạn không biết là các bạn có cảm nhận được rõ tâm trạng của họ hay không. Mình thì mình từ nhìn xong thì mình còn vẽ ra nữa. Các bạn biết là mỗi khi các bạn vẽ thì các bạn phải nhìn một cái thứ gì đó rất là kỹ đúng không? Thay vì các bạn nhìn lướt qua thì mình càng kỹ càng cảm nhận, và mình còn vẽ lại nữa. Ok, và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.